Kênh MathaiBaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, kỳ sinh nở đến gần sẽ khiến các bà mẹ mang thai cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Những lời kể về cơn đau đẻ banh ra xẻ thịt hắt hẳn sẽ khiến các mẹ không khỏi sợ hãi, và việc tìm kiếm một phương pháp giảm thiểu đau đớn trong lúc sinh đẻ là điều mà các mẹ bầu luôn tìm kiếm. Sinh con ở dưới nước vẫn được quảng cáo là một phương pháp sinh con ít đau đớn, liệu có đúng không? Đây là một phương pháp sinh con mới và hiện tại Việt Nam thì vẫn chưa có bệnh viện hay trung tâm y khoa nào áp dụng phương pháp sinh con này. Vậy phương pháp sinh con dưới nước có khác gì với phương pháp sinh con truyền thống? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này. Sinh con ở dưới nước. Sinh con ở dưới nước ngày càng trở nên phổ biến. Để quá trình sinh con ở dưới nước được thuận lợi, bạn cần hiểu rõ được những lợi ích và rủi ro đi kèm với phương pháp sinh này. Không lâu trước đây, nếu bạn dự định sinh con ở dưới nước, nhiều khả năng các bác sĩ, đồng nghiệp và có thể là những người lớn tuổi trong gia đình bạn sẽ lo lắng và thậm chí là chế giễu ý tưởng đó. Nhưng với nhiều nghiên cứu chính thức chứng minh được những lợi ích cho cả mẹ và bé, phương pháp sinh này không còn được coi là một phương án thay thế nữa. Ngay cả nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con ở dưới nước, có thể bạn sẽ vẫn bất ngờ thấy mình thêm phương pháp này vào kế hoạch dự sinh sau khi xem hết video này. Và nếu bạn đã chọn kiểu sinh con ở dưới nước, sẽ hữu ích nếu bạn trang bị cho mình những thông tin về một số các kết quả nghiên cứu để có thể đáp lại nhanh gọn bất kỳ ai hoài nghi về lựa chọn của bạn. Ngược lại, có thể sẽ có áp lực khi bạn là thành viên của một nhóm những bà mẹ chọn phương pháp sinh này. Nếu bạn ở vào tình huống đó nhưng cảm thấy mình không hợp với kinh con ở dưới, thì hãy làm theo sự mách bảo của bản năng. Đó là những gì bạn sẽ trải nghiệm, và chỉ bạn mới có thể chọn điều gì phù hợp và thoải mái nhất cho mình. Tại sao phụ nữ sinh con ở dưới nước ngày càng trở nên phổ biến? Từ xa xưa, dòng chữ nước ấm chảy ra luôn bất ngờ xuất hiện mỗi khi có ai đó sắp sinh trong một cuốn sách, một bộ phim, một vở kịch hoặc một câu chuyện mà người già kể lại quanh đống lửa. Vì vậy, rõ ràng là có một điều gì đó liên quan với nhau trong khái niệm về nước ấm và sinh con. Chịu đau và rồi có thể là sinh con trong một bể nước quả thật là có vẻ hợp lý và có một danh sách dài những lợi ích đã được ghi lại. Sức nổi của nước giúp cho sản phụ cử động một cách dễ dàng hơn trong suốt cơn đau đẻ và thoải mái thay đổi tư thế trong khi sinh thực. Áp lực lên vùng bụng giảm khi sản phụ ngâm mình trong bể nước. Sức đẩy của nước làm tăng thêm những cơn co bóp hiệu quả và giúp máu lưu thông một cách tốt hơn. Điều này tới lượt cung cấp thêm oxy cho các cơ. Điều này có thể được cho là sẽ làm giảm các cơn đau cho mẹ và cung cấp thêm oxy cho bé. Nổi trong bể nước hết sức dễ chịu, điều này được cho là sẽ thúc đẩy cơ thể mẹ tiết ra các hormone, do đó đẩy nhanh các cơn đau đẻ. Nước tạo ra một môi trường mà sản phụ có thể hành động theo bản năng và có cảm giác kiểm soát. Nhiều sản phụ thấy sinh con trong bể nước là cách thức đơn giản và hiệu nghiệm để đối phó với các cơn đau đẻ mà không cần phải dùng các loại thuốc. Hạn chế sử dụng các loại thuốc giảm đau có thể giúp cho cả mẹ và bé cảm thấy thật hơn và tăng khả năng phản ứng sau khi sinh. Một nghiên cứu của Thụy Sĩ phát hiện thấy rằng những ca sinh con ở dưới nước có tỷ lệ sử dụng thuốc giảm đau thấp nhất. Nghiên cứu này cũng phát hiện thấy những ca sinh con ở dưới nước có tỷ lệ rạch âm đạo thấp nhất. Đây là kỹ thuật rạch được thực hiện ở các vùng mô quanh âm đạo để quá trình sinh con được dễ dàng hơn. Và tỷ lệ rạch âm đạo ở cấp 3 và 4 cũng thấp nhất. Lý thuyết ở đây là nước ấm làm giãn các cơ ở khung xương chậu và làm mềm âm đạo, âm hộ và đáy chậu, do đó giảm tổn thương lên những mô này. Trong một số nghiên cứu, phương pháp này được chứng minh là tăng cường khả năng sinh tự nhiên và sinh thường với sự can thiệp y tế tối thiểu, giúp ổn định huyết áp trong quá trình sinh con ở dưới nước. Lý do có thể là vì việc ngâm mình trong bể nước giúp giảm lo âu và tăng thư giãn. Tác động này đặc biệt rõ ràng trong điều kiện phòng tối. Hô hấp dễ dàng hơn nhờ hơi nước trong không khí, đặc biệt có ích cho những sản phụ bị hen, miễn là sản phụ có không gian riêng tư và được bảo vệ. Nhiều phụ nữ từng sinh theo nhiều kiểu khác nhau đánh giá rất cao phương pháp sinh con ở dưới nước. Họ cho biết mình hài lòng hơn vì việc sinh con nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn và dễ chịu hơn.
Vì vậy, nếu bạn không muốn vùng chậu của mình bị tác động, muốn giảm đau và có cảm giác thư giãn hơn, huyết áp thấp hơn và muốn bé bước vào cuộc đời một cách êm ái hơn, thì sinh con dưới nước rất đáng được xem xét. Cần những gì khi sinh con ở dưới nước? Mẹ sẽ ngâm mình trong bồn bể nước hoặc một bồn nước có nhiệt độ khoảng từ 32 đến 37 độ C, mức nhiệt độ bằng với nhiệt độ cơ bản của cơ thể. Ngâm mình trong nước trong suốt quá trình đau đẻ giúp làm giảm cơn đau do co bóp, đặc biệt là những cơn đau vùng thắt lưng. Bạn có thể chọn sinh con trong nước, mặc dù việc này đòi hỏi phải hết sức thận trọng để đảm bảo bé không hít phải nước trong những nhịp thở đầu tiên. Bể nước cần đủ sâu để toàn bộ vùng bụng của bạn ngập dưới nước và sạch đủ để có thể uống được. Nước không cần phải thanh trùng, dù vậy bồn nước cần được làm sạch thật kỹ và khử trùng giữa các lần sinh. Không nên cho thêm muối hoặc tinh dầu vào nước. Hãy nhớ rằng nếu bạn bước vào bồn hoặc bể nước quá sớm, bạn có thể thấy mình ở trạng thái thư giãn đến mức oxytocin trong cơ thể giảm, kéo dài thời gian đau đẻ. Bước ra khỏi bể nước và đi bộ vòng quanh có thể giảm ảnh hưởng do thời gian đau đẻ kéo dài. Ai ủng hộ sinh con ở dưới nước? Nhiều bác sĩ sản và hộ sinh ở Australia ủng hộ phương pháp sinh con ở dưới nước, trong khi trường Đại học Hoàng gia về sản và phụ khoa cũng như Đại học Hoàng gia về hộ sinh ở Anh đều thể hiện rõ sự ủng hộ với phương pháp ngâm mình trong bể nước sau khi đẻ và hạ sinh. Rủi ro khi sinh con ở dưới nước. Các nghiên cứu phê phán phương pháp sinh con ở dưới nước thường đưa ra bằng chứng về những ca sinh ở dưới nước không được kiểm soát tốt hoặc không được theo dõi do những đội hộ sinh thiếu kinh nghiệm thực hiện. Cũng như với bất kỳ hình thức sinh nào khác, mọi việc có thể không diễn ra theo ý muốn, ngay cả một rắc rối nhỏ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nguy hại nếu không có sự trợ giúp kịp thời của các bác sĩ hoặc nhân viên hộ sinh. Ví dụ, nếu thiếu kinh nghiệm, người hộ sinh có thể không xác định được người mẹ đang bị mất máu trong bể nước. Có thể sinh con dưới nước ở đâu? Một số bệnh viện và nhà hộ sinh ở Australia có dịch vụ hỗ trợ sinh con ở dưới nước. Bạn có thể hỏi thông tin về các cơ sở hỗ trợ sinh con ở dưới nước khi đi khám bác sĩ vào lần tới hoặc khi tham dự lớp tiền sản. Nhưng hãy nhớ đặt chỗ sinh sớm vì các cơ sở hỗ trợ sinh con ở dưới nước thì ít, trong khi dịch vụ này lại rất được ưa chuộng. Nhiều nhân viên hộ sinh làm tư nhận đỡ các ca sinh tại nhà cũng như hỗ trợ dịch vụ sinh con ở dưới nước. Một số thậm chí còn cung cấp miễn phí hoặc có tính phí bể sinh trong các gói dịch vụ. Ngoài ra, bạn thể thuê bể sinh ở ngoài. Tuy nhiên, việc sinh con ở dưới nước ở Việt Nam có thực sự an toàn và phát triển? Các mẹ bầu hiện đại thường thích tìm hiểu những kỹ thuật khoa học tiên tiến để hỗ trợ quá trình mang thai và truyền dạ của mình. Đặc biệt có một biện pháp cực kỳ mới họ muốn áp dụng, đó là sinh con dưới nước ở Việt Nam. Biện pháp này đang rất hiệu quả ở nước ngoài, nhưng liệu đã phù hợp với kỹ thuật hộ sản của chúng ta hiện nay? Thông qua các clip trên mạng xã hội, tin tức online, những ca sinh con ở dưới nước thật kỳ diệu ở nước ngoài, nhiều mẹ bầu cực kỳ quan tâm và thích thú, đặc biệt là những hiệu quả mà phương pháp này mang lại, như mẹ ít đau, bé biết bơi sớm, càng làm chị em phấn khích. Tuy nhiên phải khẳng định một điều là biện pháp này không thể áp dụng tại Việt Nam. Tại sao không thể sinh con dưới nước ở Việt Nam? Sinh con dưới nước đang được xem là biện pháp vượt cạn mới, không gây đau đớn cho sản phụ như là phương pháp đẻ thông thường. Điều này làm không ít thai phụ quan tâm, tìm hiểu và mong muốn được trải nghiệm. Tất nhiên các mẹ bầu Việt Nam cũng không đứng ngoài trào lưu này. Tuy nhiên, biện pháp sinh con dưới nước không đơn giản là chỉ cần một bể nước như nhiều người vẫn tưởng tượng. Hiện nay, những ca sinh dưới nước trên thế giới chủ yếu diễn ra ở những nước phát triển và nền y học hiện đại tiên tiến. Còn tại nước ta, hiện tại chưa có bệnh viện hay trung tâm y tế nào áp dụng phương pháp này. Đội ngũ bác sĩ, y tá được đào tạo bài bản có thể trợ giúp các sản phụ trong quá trình sinh nở dưới nước hoàn toàn thiếu nên rất khó để giữ an toàn tối đa cho cả mẹ và con. Ngoài ra, cơ sở vật chất ở Việt Nam cũng không có sự đảm bảo khi thực hiện phương pháp sinh nở này, bởi không phải cứ bồn sinh nào cũng có thể sử dụng được. Nó phải được quy định về kích thước, chất liệu cũng như vệ sinh để có thể chào đón đứa trẻ trong điều kiện an toàn nhất. Biện pháp hiện đại nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. So với sinh con bằng phương pháp thông thường, sinh con dưới nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Trẻ được sinh theo cách này cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng và đuối nước. Các mẹ cũng có thể mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. So với những lợi ích mà biện pháp sinh con dưới nước đem đến cho mẹ, thì những nguy cơ gặp phải vẫn cao hơn nếu thiếu các biện pháp và kỹ thuật hộ sinh đặc biệt.
Vì thế, biện pháp này thực sự nguy hiểm và các chuyên gia y tế vẫn đang khuyến cáo các mẹ bầu không bao giờ thử biện pháp sinh con dưới nước ở Việt Nam. Có thể nói, chịu tìm hiểu, áp dụng những biện pháp chăm sóc bào thai và sinh con là một tư tưởng tiến bộ, đáng được hoan nghênh của các mẹ bầu. Tuy nhiên, với một vấn đề quan trọng như cách thức sinh con, chị em phải cân nhắc thật kỹ và hãy lắng nghe cơ thể của mình. Đặc biệt, với biện pháp quá mới mà kỹ thuật y tế tại Việt Nam chưa đáp ứng được như sinh con ở dưới nước, mẹ bầu không bao giờ thử dù chỉ một lần. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía dưới video để ủng hộ chúng tôi ra thật nhiều những video hay và hữu ích hơn nữa dành riêng cho quý vị và các bạn. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video kế tiếp.